Xin chào quý vị, đây là VM A Huy Hoàng Gia tiếp tục trên đường Trập Phú Gia dạo chơi phố liền. Đây là chỗ chơi chơi thuộc bố liền đây, và cái cây đẹp lên dạo đẹp quá. Mấy chục năm về trước A Huy Hoàng Gia làm việc ở đây thập niên bánh súng là 2000 này là vô cho bánh súng kỳ đó, mấy nhà cho quả ấm vô đi chơi nè. Cũng chơi dữ nè, bên này với em đó. Con đường này là đường rốt hiện có tả nè, nằm ở đây đẹp quá thì nhà cổ kính quá, chậu bông đẹp quá nha. Vâng, chậu bông quá đẹp, trồng tỉa đó quý vị, cây cảnh quá đẹp, bông tươi đó, đẹp quá. Chỗ này là chỗ cho mấy chó nhỏ vô chơi thì sắp hàng đông lắm đó. Wow, này biết rồi đó, chiếc xe màu đỏ đó. Đâu đũa đó. Nằm đây đi cho thằng, nằm đây đi. Đâu đũa đây, nằm đây đi. Đây nè. Nằm đây đi. Rồi thằng vô lấy. Stand nó đây. Có lớp lấy lớp nghe thằng. Ơ vít lớp. Đó, cái đó xe chi đó thằng. Thằng lấy xe chi quý vị. Nó có gạch lô mini lấy. Dùm. Mình thấy cái tiệm xe chi của Việt Nam hồi xưa bà Mai Xỉn bán đây. Xe chi. Lắm rồi. Wow, xe chi. Rồi mình lấy cái miếng giấy gạch lô luôn nha. Lấy gạch lô luôn. Đây. Mình đến tiệm sa chi của Việt Nam hồi xưa mình sẽ đi mua dưa hấu nữa quý vị. Mình lấy cái sa chi đi vô đó này. Đi đâu vậy? Trời ơi, người ta bước ra đó sa chi vậy đó. Ôi trời ơi. Sa chi Việt Nam đây. Quế thương hiệu giống nhau mà. Không, cũng giống nhau thôi. Cái này cái này không phải, không có đổi. Đâu đũa thôi. Cô xin cô bà mua em rồi. Đây bà mới xin bây giờ bà mới đòi về vườn rồi. Cách đây 10 năm đúng á. Năm 2012 bà 60. 10 năm rồi bà 70 rồi. Bà 70 là bà yếu rồi. Hồi đó bà 60 là bà cũng mạnh mẽ. Chân cứng đá mềm. Ổng đi hết 3 năm rồi. Năm nay ông còn sống là ông 70 hơn rồi. Ông mất rồi hả, tội nghiệp. Ông mất rồi đó. Thì kỳ đó. Và dịp lợi ai nói đó là mình biết ổng rồi, chồng của bà. Đi người ta đi cũng đông lắm á. Tại có thằng xà lây nữa đó. Xà lây nữa cũng rẻ. Thằng xà lây là con của bà. Sa lên là con của ổng luôn. Xin chào quý vị, trời Âu xa xứ, trời ơi sung sướng. Hôm nay mình mới ở New Star Sài Gòn về ăn xong. Mình nhận được cái này. Curry vịt rất là ngon quý vị, của Thọ Ấm. Đây, curry vịt, quá ngon. Đây, curry vịt miếng nào miếng. Quý vị đến New Star Sài Gòn, quý vị cần curry vịt là có khốn, có đồ đầy đủ. Đó, quá ngon, đó, curry vịt. Còn cái này là gà mà nướng. Rồi có nước chấm đậu phụng ngon lắm. Vâng, có nước chấm đậu phụng rất là ngon. Yeah. Nguyên một nồi nước chấm, mình đổ ra cái ly, cái nồi, cái niêu xôi chảo, quá ngon. Hôm nay mình đi mua sushi. Vâng, ở đây mình ra ngoài ba em, sushi Việt Nam, sa chi. Đây. Hiệu Sa Chi. Cái tiệm cây Sa Chi hồi xưa là của bà Mai Xỉn. Bà bán lại cho một người Việt Nam. Dạ. Yeah. Còn cách đây 10 năm mình có ăn, hồi đó ông bà, ông còn sống. Ông mới vừa mất có mấy năm. Bà Mai Xỉn thì bây giờ 70 rồi. Bà đi ra ngoài tỉnh với mấy người con rồi. Dạ. Yeah. Đây, bông hoa rất là đẹp. Dạ. Yeah. Đó, bây giờ dạo chơi. Bây giờ mình giới thiệu quý vị là đây. Gà phết chấm ngon lắm, tuyệt vời. Ăn vô là ngậm nghe. Yeah. Đó, những món ăn. Bữa nay mình mới vừa đi chợ Ica né rã. Mình đi mua món này, mới ra món khác. Nè, quý vị thấy không? Cam, xoài, rồi chanh dây. Đó, quá ngon. Canh xoài, chanh dây, quá ngon. Mình mua được giảm giá đó quý vị. Yeah. Mỗi bình như vậy là 2 đô, 50 ngàn tiền Việt Nam. Uống rất là ngon. Đây, mình lên xe mình uống rồi. Mình mua được 6 bình, mỗi người 2 bình, nhà 3 người. Một bình 25 đồng, tiền Thụy Điển là 50 ngàn.
mua 6 bình. Đó, xin mời quý vị nghe. Mới vừa đi về uống ngon quá. Nếu quý vị có rảnh thì tới chợ Ica Né Rải gần á. Còn món này là món gà của Thái Lan. Chấm vô đây là ngon lắm, vô nó tả đậu phụng, nước sốt, rồi mì xào Nhật Bản, có tôm, có ức gà rất là ngon. Một dĩa cho cậu ấm, cái này là cơm chiên của Lalo Bé Mập, nhà một dĩa, rất là ngon, thịt bò với vịt, đó, mình chỉ đem về giới thiệu thôi. Đây là những cái nước sốt rất ngon. Còn gà chua này bây giờ nó bán 1kg là 50 đồng tiền Thụy Điển quý vị. Mình được giảm giá nửa giá 25 đồng. Là 50 ngàn thì Việt Nam thay vì bán 101 ngàn, 102. Đó. Ở đây là sushi của Saichi ở Vehem. Hồi xưa cách đây 10 năm á, mình cũng đến ăn rồi. À, làm tại chỗ bà chính tay bà chủ Ma Xỉn và người quen thân. Làm ăn bây giờ để lại cho người Việt Nam khác rồi. Và mà rất tiếc là cậu ấm đi vô lấy không có đem theo cái hiệu Saichi. Đó, nó tên là Saichi. Đó, quý vị có dịp về Mánh Mờ cũng nên đến Saichi để mà thưởng thức. Dạ, bữa nay mình được 65 cục. Dạ, 65 cục. Mỗi người được hơn hai mấy cục. Đây, cũng rất là ngon, cũng siêu to đẹp bự đấy quý vị. Dạ, mình ăn thử qua cho biết. Vừa rồi là mình đi mua ở ngoài Samurai, cũng là người Việt Nam làm. Đó, Samurai. Yeah. Đây, quý vị có dịp gần Saichi với Samurai cách nhau con đường ở Vehem gần biết bao. Đó, quý vị thấy đẹp không? Đây, giới thiệu quý vị đây nè. Trái bơ, mình đáng lẽ mình không đặt bơ, nhưng mà người bạn đặt giùm đây. Cái này là con cá trắng nè. Ta mực mực. Xong à. Cái này cá lóc. Dạ. Này tôm. Yeah. Cá trắng đây. Cá trắng nè. Cái này là cá hồi. Còn ở đây cá trắng nè. À, cá trắng rất là ngon. 4 miếng tôm, 3 miếng bơ. Đó, có gừng. Rất là ngon. Đó, còn cái này là siêu to đại bự nè quý vị. Cá lát. Rồi là đồ chai tổ hủ. Cái này là mực. Mực mà mực theo kiểu làm ra sản phẩm rồi. Còn mấy cái này là cá. Cá ở trong. Ở đây cũng là ngon lành này quý vị. Cái này là có sushi gói là nè, đẹp không? Cá lát có sushi màu rất là đẹp. Cái này bò tạc. Ở trong này là toàn là cá lát được không đây quý vị? Đó. Đó, quý vị thấy siêu không? Đây, kẹo mài sẩn. Kẹo đậu phụng ngon quá. Kẹo mài sẩn với có kẹo quảng cáo. Đừng mấy hương. Rồi, bây giờ chấp một tấm kỷ niệm nha. Dạ, xin trình quý vị bông hoa rất là tuyệt vời, cỏ cây hoa lá, lá chăn hoa, giới thiệu đồ ăn thức uống mới mẻ. Dạ, bông hoa tuyệt vời, những lão già tráng đẹp quá. Đó, hoa wow, bông hoa từ lần tím này nguyên một cây mới đẹp, cái đó độc nhất vô nhị, là nguyên một cây luôn, phải chiếu hết một cây 10 bông bút cho quý vị coi. Dạ. Đó, rất đẹp, chiếu hết một cành cam, cành hoa 10 bông á, nghiêng á, đó, từ dưới lên trên sắp hàng kìa, 2, 4, 6, 8, 10. Cam mới vừa mua đó quý vị, được giảm giá 20 mấy, 6, 70 ngàn giảm giá, yeah, rất là ngon, cam vỏ mỏng. Dạ, quay hết cành hoa đó để cho biết 8 nhánh, 2, 4, 6, 8 cây. Một chậu độc nhất vô nhị. Đó, có chậu hoa trắng ở dưới kìa. Chậu hoa mà có cái bông thiệt bự. Đó, phải quay nguyên cành cho quý vị. Đây, cây này, cây huyết dụ. À, bông lan. Bông lan này mình mua y cái ả rất là tuyệt vời. Hai nhánh rất là tuyệt vời quý vị. 150 tiền Thụy Điển mà giảm giá còn 100. Dạ, được hơn mấy 20 bông á quý vị. Dạ, một bông có 5 đồng, 10 bông 50, 20 bông 100 đồng. Dạ. Đó là lâu đài tình ái, nước suối chảy, mặt trời mọc, bầu trời xanh, mây trắng, mặt trời mọc. Đó. Đó, mời quý vị, cành hoa đó đẹp quá.
cái kia chớp chớp nháy nháy rất là tuyệt vời đó. Đây là một cái hoa viên nho nhỏ, cành cái hoa viên, hoa anh đào, rồi bắt đầu hoa trà mi sắp đổ rồi. Bữa nay ở chợ Oren nó bán dưa hấu ngon lắm, mà mình tới 8 giờ nó đóng cửa rồi. Dưa hấu rất là ngọt quý vị ơi, thay vì 20 mấy đồng một ký nó hạ còn 11 đồng. Quý vị nào có thời gian thì nhớ đến ngay chỗ